Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về cảnh chợ Tết của ngày ông Công ông Táo các bạn nhé. Rất đẹp, những cành đào phai đang nở rộ được mọi người bán trên chợ. Rất đẹp các bạn ơi. Đây là chợ nhà mình đây. Nào là những cành đào, nào là những người mua bán rất tấp nập. Đó, tiếp đến là những chú cá vàng bơi rất đẹp trong chậu, trong xô, trong túi. Hoa đào nở khắp chợ, được các thương lái mang đến bán rất đẹp, đủ các loại, nào cành, nào bó, nào cây. Các chị em đi chợ đang chọn hoa, nào là những bông hoa đẹp, bông hoa tươi và bông hoa xinh xắn nhất để mang về thờ tại gia nhà mình. Đi chợ ngày Tết quả là không khí đúng không các bạn? Hoa, cá rất nhiều luôn. Những chú cá vàng thật xinh xắn bơi trong chậu nước. Đó là nói về truyền thống cha ông ta của ngày ông Công ông Táo lên chầu trời thì biếu mỗi ông một con cá chép để cưỡi lên chầu trời. Rất hay, đó là một truyền thống đẹp của dân tộc Việt Nam ta. Và tiếp đến là các chú gà xinh xắn trong lòng để được những người buôn, lái buôn đang dự trữ để phục vụ cho Tết Nguyên đán tới. Với những chú gà rất tinh nhanh, rất đẹp, những chú gà trống quả là tuyệt vời, rất xinh, rất nhanh nhẹn. Và các bạn còn nhìn đây, được cảnh cắt tiếp một con gà rất hay. Đấy, chỉ cần lấy một cái que chọc một cái con dao nhọn, chọc một cái là con gà chết. Cảnh chợ búa tấp lập, người mổ gà, người cắt tiết hoa, ngàn hoa sắc thắm, hoa dơn, hoa cúc, hoa hồng, nhiều loại hoa được kết hợp. Đẹp quá, phải quay. Đây, cháu cháu ấy cho cô hai bộ bông công táo ấy. Đây, đấy là cô. Ừ, lại đẹp đẹp đấy. Đức gì là? 4.000 thôi, nhưng mà toàn luôn đấy. Quan trọng rồi. Tiền ơi. Hãy subscribe.
đẹp thì phải quay. Quá. Cứ đi đi. Đi 10.000 một túi. Nhìn. Và để được ngắm những cành hoa rất tuyệt. Thử đéo. Xem cái quán này bày đẹp quá đấy, phải làm cái cho đẹp. Bây giờ đã 8 nhiều bông rồi, có mới lên Tết để bao tiền chứ. Một không khí hào hứng đi mua sắm ngày Tết. To nhỉ. Đây là sao to rồi. Đây là chỉ liệu được có đen đủ không nhá. Hôm qua bán liên trục nhà nhỉ, bán liên trục mà anh em đúng bảo. Sang bên nhà xóm cho bán liên tục mà anh em đúng bảo sang bên nhà xóm cho